Rồi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vũ Ca TV. Hôm nay kênh YouTube Vũ Ca TV sẽ giới thiệu cho các bạn về chủ đề bảo trì nhà máy. Một số cái video mình giới thiệu cho các bạn về chủ đề nhà máy, bởi vì đây là một cái lĩnh vực mà các bạn học bên kỹ thuật, là chúng ta học bên cơ khí, cơ điện tử, điện năng tử, công nghệ hóa thực phẩm, rồi công nghệ sinh học. Chúng ta ra trường chúng ta thường làm trong các nhà máy sản xuất. Đó thì ở Việt Nam mình thì mình có rất là nhiều nhà máy, từ sản xuất tất cả các cái ngành công nghiệp đều có. Do đó thì chúng ta làm ở trong các cái nhà máy sản xuất với cái trong cái lĩnh vực bảo trì rất là nhiều. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp vào cái lĩnh vực bảo trì nha các bạn ha. Đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái cách mà để chúng ta phân bổ ngân sách bảo trì cho nhà máy nó như thế nào. Đó thì ở đây là hàng năm mình sẽ được duyệt cái ngân sách bảo trì là bao nhiêu tiền. Đó là bao nhiêu tiền là mình sẽ bảo trì cho toàn bộ nhà máy, thì để đảm bảo sao cho nhà máy nó chạy ổn định liên tục, đảm bảo theo kế hoạch sản xuất của cái năm đó, thì họ sẽ tương ứng với kế hoạch sản xuất dự kiến, thì họ sẽ phê duyệt cái số tiền mà chúng ta được sử dụng để mà cho công tác bảo trì máy móc thiết bị. Đó thì ở đây là những cái con số này mình giới thiệu cho các bạn là ví dụ thôi nha, chứ thực tế nó không phải vậy nha các bạn. Tức là một cái ví dụ để các bạn có thể là áp dụng tương tự cho cái những cái nhà máy các bạn đang làm việc. Đó thì cách mình phân bổ cái ngân sách bảo trì nó như thế nào. Mình ví dụ ở đây thì đây toàn bộ đó là cái ngân sách bảo trì nha các bạn. Đó thì ngân sách này là nó cái kiểu của nó là kiểu A&M equipment ha. A&M là repair and maintenance đó nha các bạn ha. Đó thì ngân sách bảo trì thì để mà xây dựng được cái ngân sách bảo trì dựa theo cái số tiền bảo trì mà đã được phê duyệt. Ví dụ ở đây, đây chỉ là một ví dụ thôi nha các bạn. Ví dụ ở đây là bên tập đoàn họ phê duyệt năm nay được sử dụng cái số tiền bảo trì là ví dụ như 36 tỷ, ví dụ vậy. Đó thì nhiệm vụ của người lập kế hoạch bảo trì là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta phân bổ ngân sách đều hết cho tất cả các cái dây chuyền sản xuất, tất cả các máy móc thiết bị, tất cả những cái máy nào mà có tồn tại trong cái nhà máy thì chúng ta phải xây dựng hết, và chúng ta phân bổ sao cho nó hợp lý, không phải là chỗ này nhiều chỗ kia ít đó, mà chúng ta phân bổ sao cho nó hợp lý để đảm bảo cho là trong cái năm đó với cái số tiền đó thì cái dây chuyền đó nó chạy ổn định và chạy liên tục nha các bạn ha. Đó, nó đảm bảo nó sản xuất được cái sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và đạt cái OEE hiệu suất dây chuyền ha, và đạt cái volume. Đó là cái sản lượng của sản phẩm ha. Đó thì mình ví dụ đây là một cái nhà máy sản xuất nước giải khát ha, thì nó sẽ có những cái line như thế này. Thì ví dụ như đây là lai chai thủy tinh, rồi lai lon, rồi lai PET 300, rồi lai sản xuất nước đóng chai, rồi lai PET nhưng mà chiết nóng. Đó, rồi lai PET mà chiết lạnh nhưng mà 800. Đó, rồi máy thổi. Đó, rồi các thiết bị phụ trợ. Đó, rồi bên phòng syrup water, rồi flip là forklift đó nha các bạn, xi nâng ha.
đó, rồi cái ngân sách cho building xây dựng. Thì ở đây mình sẽ tập trung mình chia sẻ để các bạn nắm về cái phần ngân sách và phần bảo trì máy nha các bạn. Còn cái phần building thì nó thuộc xây dựng rồi thì mình sẽ không có nói ở đây. Rồi đại tu thì nó ví dụ như những cái máy đây đó. Thì trong cái ngân sách giả sử như đây là 36 tỷ, đó là cái ngân sách ví dụ thôi nha các bạn. Còn ví dụ cái các nhà máy khác có thể là cái ngân sách nó bao nhiêu đó thì tùy cái cấp trên của nhà máy đó họ phê duyệt trong cái năm đó được sử dụng bao nhiêu đó, tùy vào cái kết quả kinh doanh cũng như là kế hoạch kinh doanh nha các bạn. Thì ví dụ như ở đây là số tổng, ví dụ như cái line thủy tinh này là năm đó thì được sử dụng là 2 tỷ 8 đó, gần 3 tỷ ví dụ vậy. Thì số tiền được sử dụng là cái tức là cái trong cái line này nó sẽ có những cái máy đó, thì mình sẽ bắt đầu chia nhỏ ra theo từng máy. Là ví dụ cái line đây nó có những máy này là conveyor, băng tải, rồi mấy chiếc máy đóng nắp, rồi máy carbo, rồi máy API, máy kiểm tra chai rỗng, rồi máy phóng nhãn, rồi máy phóng nhãn số 1 đó, rồi máy đóng két, rồi máy gỡ chai rỗng ra khỏi dỡ chai rỗng ra khỏi két, rồi máy bottle washer là máy rửa chai thủy tinh, rồi máy rửa két, rồi máy palletizer là máy máy đóng đóng chai vào đóng máy đóng 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 két vào pallet đó. Hay là qua cái nylon thì mình có là máy băng tải, rồi máy dỡ lon khỏi pallet, rồi máy chiết, rồi máy ghép mí, rồi máy carbo, rồi máy làm ấm lon, rồi máy kiểm tra cái mực chiết của lon, rồi máy quấn màng co, rồi máy đóng thùng cắt tông, rồi máy xuyên phim. Xuyên phim là nó chạy cái tray á nha các bạn ha. Cái tray á, tức là cái tray nó sẽ làm khoảng tầm một nửa cái thùng đó nha các bạn ha. Sau đó thì một nửa cái thùng, sau đó thì nó quấn tray, nó quấn phim ở trên, nó thay vì thùng cắt tông thì nó quấn phim ở cái nửa thùng còn lại đó. Đó rồi máy máy check quay, máy kiểm tra cân nặng của thùng đó. Rồi ví dụ như Line BT 300 Confill thì có máy sắp chai, rồi máy băng tải, rồi máy ở trên là hệ thống băng tải E, ở dưới là băng tải, rồi máy rửa chai chiếc chiếc rót và máy đóng nắp, rồi máy carbo, rồi máy làm ấm chai, máy dán nhãn, máy phóng nhãn, máy máy screen máy multi-bắc, máy này gọi là máy siêu bắc hay là screen film hay là multi-bắc, là máy quấn màng co hay là máy đóng thùng carton tông, hay là máy check quay là máy kiểm tra cân nặng của thùng ha. Rồi ví dụ như dây chuyền sản xuất nước đóng chai thì hệ thống băng tải E, rồi băng tải, rồi máy rửa, máy chiếc máy đóng nắp, rồi máy dán nhãn, máy phóng nhãn, máy đóng thùng cắt tông, hệ thống RO là xử lý nước đó các bạn, rồi hệ thống ozone đó, rồi kiểm tra mực chiết, rồi niter không đó, rồi check quay kiểm tra cân nặng của thùng, rồi hot fill thì có cap feeder, máy cấp nắp, rồi máy chiết, máy InnoCheck là máy kiểm tra máy kiểm tra các cái lỗi về chất lượng của chai sau khi chiết hả. Rồi máy Pasteurizer là máy thanh trùng ha. Rồi
máy bán tải rồi ở đây có phần điện ở đây hả? Rồi cooler, máy làm mát ha, làm mát chai, rồi máy máy thổi khô chai đó, rồi máy phóng nhãn, rồi máy hầm co nhiệt, sau khi mà phóng nhãn thì đi qua hầm co nhiệt đó, rồi rồi máy multibac là máy quấn màng màng co ha, rồi máy đóng thùng cạc tông, rồi máy máy kiểm tra cân nặng của thùng, rồi máy palletizer là máy đóng thùng và pallet, hay là lai bét tốc độ cao thì máy cắp nắp, cắp feeder, rồi máy cạc bô, máy chiết, rồi máy InnoCheck là máy kiểm tra chất lượng của chai, rồi máy bán tải, rồi máy làm ấm chai, rồi máy thổi khô chai, máy dán nhãn 1, máy InnoCheck 2, máy kiểm tra chất lượng chai 2, rồi máy phóng nhãn, rồi hầm co nhiệt, rồi máy thổi khô chai 2, rồi máy dán nhãn 2, rồi máy InnoCheck 3, máy kiểm tra chất lượng chai 3, rồi máy phóng nhãn đó, rồi máy hầm co nhiệt sau khi phóng nhãn thì phải có hầm co nhiệt nha các bạn, rồi máy multibac, máy quấn màng phìa, quấn màng co, rồi máy bắc cơ, máy đóng thùng cắt tông, rồi máy chắc quay, máy kiểm tra cân nặng của thùng, và máy palletizer là máy xếp thùng và pallet, rồi máy thổi chai. Máy thổi chai thì có những máy này đó, rồi ngoài ra còn có máy nén khí, tức là để mà thổi được chai thì nó phải dùng cái khí nén ở cái áp suất cao để mà nó thổi nó mới bung ra được cái chai nha các bạn ha. Thì đây là máy nén khí AF ha, rồi các thiết bị phụ trợ ví dụ như là máy phát điện, rồi máy nén khí, rồi máy nén đó, rồi máy đây là bên utility nha các bạn, các thiết bị phụ trợ ha đó, rồi mà trạm cứu hỏa, rồi lò hơi, rồi nhà máy CO2, rồi chiller, rồi hệ thống cooling tower, tháp giải nhiệt ha, rồi máy lạnh, máy điều hòa vân vân, rồi hệ thống bóng đèn, rồi glycol, hệ thống glycol. Còn bên syrup water thì nó có là phòng symbol syrup, final symbol syrup, rồi water treatment RO, phòng RO, phòng nước RO đó các bạn, vòng nước thô, rồi well. Máy này bên công nghệ thực phẩm mấy bạn nắm rành hơn bên cơ khí nha các bạn, rồi phòng CB, rồi phòng xử lý nước thải, rồi thu hồi nước, hot fill process, máy máy lắng, rồi máy homo này mình đã giới thiệu cho các bạn ha. Đó. Thì rồi máy rồi lai tốc độ cao, phòng khu vực syrup của lai tốc độ cao, rồi forklift làm xe nâng ha, rồi ngân sách xây dựng, rồi đại tu thì đại tu máy nén ví dụ R132 hay là thay gasket cho 10 bộ exchanger, bộ trao đổi nhiệt đó các bạn. Đó thì ở đây là các bạn hình dung là chúng ta sẽ có một cục tiền, rồi chúng ta làm thế nào để chúng ta chia ra theo từng cái máy mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Ở trong cái nhà máy sản xuất đó nó có tất tần tật những cái máy đó, thì mình phải ngồi mình chia ra, chia sao cho hợp lý nha các bạn. Đó thì làm sao để ra được cái đó thì
Sau khi mà số tiền này được chia ra rồi á thì mình sẽ có cái phần trăm được sử dụng và phần trăm dự phòng. Phần trăm được sử dụng là ở đây mình ví dụ như là 65%, tức là mình được sử dụng 65% của cái số tiền này thôi. Còn số tiền dự phòng là 35%, ví dụ vậy. Thì tại sao nó lại cần số tiền dự phòng? Tại vì đây là chỉ là cửa hạch nha các bạn, nghĩa là mình xài thì mình không thể nào mình xài hết được. Nó có những cái gọi là sự cố bất ngờ mà mình không có lường trước được. Đây chỉ là cửa hạch thôi. Nên là nhiều khi nó cần cái số tiền mà mình không thể mình xoay sở ở đâu được, thì mình phải lấy cái số tiền dự phòng ra mình xài. Đó thì cái số tiền được sử dụng là mình sử dụng 65% thôi. Còn số tiền mà nếu mình nó xảy ra sự cố, ví dụ sự cố lớn, ví dụ như giả sử như cái hộp số đó, hộp động cơ hộp số, giả sử như động cơ hộp số của cái máy đó rất là lớn, ví dụ như máy giả sử như máy rửa chai đi, rửa chai thủy tinh đi đó, thì ví dụ như năm nay mình không có ngân sách của cái máy đó, mà tự nhiên nó đang chạy cái nó đang đùng ra nó làm cái rầm một cái đó, ví dụ như gì? Là coi như banh hộp số là coi như là phải bỏ tiền ra để đi mua hộp số mới đó, ví dụ mình ví dụ vậy thôi. Thì mình cái số tiền nó phải nằm trong cái số tiền dự phòng nha các bạn ha. Chứ mình không thể nào mình vung tay ra mình mua hết 100% số tiền rồi tới lúc mình nó xảy ra những sự cố mà mình không lường trước, nó không nằm trong kế hoạch đó, thì lúc đó là mình sẽ không có tiền để mình xài nha các bạn ha. Lúc đó thì sếp người ta sẽ xuống người ta hỏi các bạn là ngân sách đâu mà giờ không có tiền ha. Đó thì do đó thì mỗi cái khu vực, mỗi cái máy thì mình phải chia ra rất là cụ thể cái số tiền mà mình sẽ phải sử dụng và số tiền chúng ta dự phòng. Thì ví dụ như cái máy giả sử như máy máy filler rounder đi đó, ví dụ vậy đó, thì giả sử như là chúng ta được sử dụng là ví dụ như 590 triệu đó, thì mình có thể là số tiền này mình là cái người 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 cái người mà giám sát bảo trì của cái dây chuyền đó, là người ta sẽ lấy số tiền đó, người ta xuống ta ngồi ta lên kế hoạch để mà mua những cái spare parts nào ở trong cái máy filler rounder này, máy chiếc và máy đóng nắp này đó. Thì tức là cái người quản lý dây chuyền họ sẽ là người rõ nhất về cái máy, cái nào cần phải mua để mà thay thế dự phòng trong cái dây chuyền đó, trong cái máy đó của cái năm đó đó. Thì cái mỗi cái dây chuyền nó sẽ có một gọi là supervisor nha các bạn, là giám sát bảo trì ha. Thì giám sát bảo trì của cái dây chuyền đó sẽ lên kế hoạch, ví dụ như dây chuyền đó, dây chuyền ví dụ lai chai thủy tinh đây được sử dụng, ví dụ mình ví dụ thôi nha, cái đây thì không phải số tiền này đâu mà số tiền nó rất là khác ha. Đây chỉ là con số ví dụ mình nhập vô cho các bạn xem thôi ha. Rồi thì ở đây là ví dụ như năm đó được sử dụng 2 tỷ, thì cái giám sát bảo trì của cái dây chuyền lai chai thủy tinh đó họ sẽ phải ngồi họ chia ra. Ở trong cái line đó nó có tất tần tật những cái máy này đó, họ sẽ tức là những cái số tiền này là bên kế hoạch bảo trì họ xây dựng luôn. Cái người giám sát bảo trì á họ chỉ là dùng cái số tiền này để họ lên cái danh sách các cái spare part của cái của cái từng cái máy cụ thể. Ví dụ như máy filler crowner là được xài là gần 600 triệu đi đó, thì họ sẽ lên danh sách là tất tần tật những cái phụ tùng cần phải mua của năm đó, số lượng bao nhiêu đó, rồi họ gửi về cho bên kế hoạch bảo trì, thì bên kế hoạch bảo trì sẽ mua được đúng cái số mà họ đề xuất. Thì họ gửi lên thì kế hoạch bảo trì họ sẽ phản biện và họ sẽ làm việc lại với giám sát bảo trì của cái dây chuyền đó. Và được sếp phê duyệt thì khi đó sẽ tiến hành mua mua spare part dự phòng và để bảo trì thay thế định kỳ, bảo trì theo theo định kỳ cho cái dây chuyền đó của cái năm đó, của cái máy đó ha.
đó thì hoặc là ví dụ như cái máy bottle washer đi, máy rửa chai đi đó, thì năm đó được sử dụng là 290 triệu ví dụ thôi nha bạn, chứ còn đây là những con số ví dụ thôi chứ còn thực tế nó không phải vậy đâu, nó rất là khác đó. Thì ví dụ như năm đó được sử dụng 290 triệu thì cái người giám sát bảo trì của cái dây chuyền chai thủy tinh này họ sẽ lên danh sách ba bạc của cái dây cái máy bottle washer này, là họ sẽ mua cái phụ tùng nào, số lượng bao nhiêu cụ thể và gửi cho bên có hạch bảo trì, nó gọi là BM đó các bạn, BM là preventive maintenance, còn supervisor maintenance là giám sát bảo trì, là người quản lý bảo trì của cái dây chuyền đó, còn BM là bên có hạch bảo trì nha các bạn. Đó thì giám sát bảo trì sẽ gửi danh sách spare part số lượng cụ thể còn mua trong cái năm đó cho BM là preventive maintenance planner đó các bạn, thì cái người có hạch bảo trì đó, người ta sẽ làm cái gọi là cái PA để mà yêu cầu qua bên bên purchasing, họ mua cái danh sách bạc silver bạc mà đã gửi cụ thể đó đó, thì đó là cái cách mà người ta phân chia cái ngân sách, người ta lên kế hoạch, người ta chia phân bổ ngân sách bảo trì của một năm theo từng cái máy đó, với mục tiêu là sử dụng đủ số tiền trong ngân sách, nhưng mà phải đảm bảo máy móc thiết bị nó hoạt động ổn định và nó đạt được hiệu suất dây chuyền OEE và nó đạt được cái volume sản lượng của nhà máy trong cái năm đó. Thì đó là cái cách mà người ta phân bổ ngân sách bảo trì nha các bạn. Đó rồi. Thì đây là chỉ là một ví dụ, các bạn có thể áp dụng lấy cái file này và các bạn áp dụng cho các cái nhà máy cụ thể mà các bạn đang làm hay các bạn đang có ý định làm. Đó thì đó là cái cách người ta quản lý ngân sách bảo trì và thực hiện cái công việc bảo trì, lên kế hoạch mua vật tư dự phòng và bảo trì thay thế định kỳ đó. Rồi nếu các bạn muốn có thêm tài liệu thì cứ nhắn tin vào, hoặc bạn vẽ thì cứ nhắn tin vào Facebook cá nhân của mình ở đây, hay là nhắn tin vào số hotline Zalo 0774926495, mình sẽ gửi tất cả cho các bạn để chúng ta học học tập và chúng ta tìm hiểu và nâng cao kiến thức chuyên môn ha. Đó rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký ở đây để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.